và Huyền hiện nay có hơi phức tạp, tấn công biển đảo, và hôm nay Huyền và biển cho nhạc sĩ Tuấn trên mặt. Biển Huyền bắt đầu dồn MC ba. Muối chút xíu cho nó mặn. Ăn muối hoài luôn. Muối hiện nay đang rớt giá, nhập về quá trời luôn, ăn muối hoài luôn. Nhưng mà đầu rã thì chưa thấy cái chấm mút không à. Đây phút rộng. Chỉ có thiên mới hiểu biển mênh mông dương nào. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu.